shopping.ảo.vn, Acliquen giá rẻ, chất lượng uy tín, tự động. Đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi. Uy tín, chất lượng, giao dịch hoàn toàn tự động. Chỉ có tại shopping.ảo.vn. shopping.ảo.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về Betoro. Betoro hôm nay sẽ đi support nha các bạn. Nghe nói vị tướng Toro được tăng sức mạnh. Ui ôi, nhảy coi nào. Bay. Pew. Bịch, bịch. Ui ôi, nó rớt xuống mà nó còn nảy lên một phát nữa. Trời ơi, trông nó ghê quá, cả trướng ra luôn đấy các bạn. Hôm nay mình sẽ cầm vị tướng Toro và mình sẽ đi quẩy cho tất cả các bạn cùng xem nha. Vị tướng Toro là một cái vị tướng mà mình thấy được tăng sức mạnh ở phiên bản lần này. Trước đây nó ra cũng rất là mạnh rồi, bây giờ còn tăng thêm sức mạnh nữa chứ. Khúc cho phát bây giờ vẫn chưa quên, chưa cài đặt lại cái cấu hình. Buồn thế cơ chứ, nhìn cấu hình này nó bựa vãi cái trưởng ra. Quên chưa chỉnh lại cấu hình các bạn ạ. Cứ vào trận xong rồi mình nhớ. Tí hết trận này mình phải chỉnh lại cấu hình mới được chứ. Ôi ơi, không hôm sau nhìn đồ họa này, nhìn nó trông nó cứ buồn cười làm sao ấy. Rồi. Chuẩn bị này, hút này. Một phát vào mông nè. Vô nào. Hôm trước thì mình cũng có làm rất là nhiều clip về những vị tướng support khác nhau rồi. Mà mình chơi support rất ghê các bạn ạ. Đáng sợ vãi trưởng ra luôn. Thế mà không ai chịu xem trên trơn. Úi giời. Từ từ, cứ bình tĩnh thôi, hủa hết tung giờ. Quá trời là hết tung luôn đấy chứ. Ôi trời ơi, cái này mà mình kết hợp với cả vị tướng Crazy một cái một thôi, mình đảm bảo với các bạn luôn. Khi mà mình sử dụng cái chiêu một hất tung một phát Crazy xong rồi, khi mà đối phương đúng không, nó rớt xuống đất một phát Crazy hất tung một phát là mình, có nghĩa là mình sử dụng chiêu một xong rồi mình kết hợp chiêu cuối luôn là nó cứ bưng cả bưng luôn đấy. Ôi trời ơi. Chơi không? Chuẩn bị một hút nè. Hey, máu rồi. Úi, chúng bắn đâu quá. Ý, bật công thạo chơi coi. Tiêu. Vô. Vô nhà. Bình tĩnh nha. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái món đại địa thần khiên nha các bạn. Tại vì trận này thì mình thấy các bạn nó cũng có hai vị tướng làm choáng ấy. Ủa, tính ra là ba vị tướng làm choáng ấy chứ. Omega này, rồi Vera này, Zuka này, Hất Tung thì là có Lữ Bố, còn Giáp Cơ thì không phải làm choáng. Chóng bay, bẹt là lên trời. Ủa, bay lên trời chiều cuối nó bay tí lên trời, nó còn tung tẻ gọi là nhâm nhi vài ly rượu, còn gọi là uống gọi là vài lon nước ngọt ở lên trên trời xong nó mới rớt xuống nữa chứ. Ui thật là vãi cái trưởng các bạn ạ. Nào kết hợp hất tung. Ôi hất tung ngay trước mặt này không chịu đâu, làm cái trò gì đây. Ôi giời. Ê ơi, chết tôi rồi, toang rồi. Rồi xong, toang thật đấy các bạn. Đây bên kia nó đông quá, nó đông như kiến luôn. Và đấy, nếu mà có cấp cứu cộng thêm cái đại địa thần kiên thì chắc là mình nghĩ rằng mình sống. Nhưng mà chưa có cái gì hết trơn, đâm ra thôi kệ, không sao. Lâu lâu chết giả bộ chết mạng cho tem bạn nó chủ quan đấy mà. Mặc dù mình hỗ trợ 4 mạng nhưng mà mình bị âm mạng mức rùi 0-1. Cứ từ từ các bạn, bình tĩnh. Ui giời ơi, tiền mình cũng quá trời, đâu có thua kém gì tem bạn đâu. Thế mình kia trông vậy đấy, còn nhiều bạn không bằng tiền mình. Mình tiền là vô địch rồi. Từ nha, chuẩn bị nha. Hất Tung nào, Hất Tung vị tướng gọi là Hùng này. Hất Tung bạn Hùng nào. Trận này mình support cho vị tướng Whip. Quýnh nó. Hãy xem ra đây. Yeah, lên trời. Gồng mình đánh tem này. Húc cho một phát. Ủa, đâm mặt vào tường. Bé đầu cũng tường luôn. Trời ơi, ủa, ngũ không làm gì đây. Thế nên ngũ không bay vào như đúng rồi các bạn. Tính gọi là smong sờ má các bạn hay dí ra. Từ các bạn, bình tĩnh thôi. Đập đó. Đúng rồi. Rồi xong bé ơi. 1, 2, 3. Bay lên. Rồi xong bay lên mà không có lên trời. Đồng thế ra.
Đông thế ta. Rồi choáng quá trời luôn, Greasy đi không nổi luôn. Tem bạn nó vào nó xúc chết luôn. Zuka bay vào, cộng thêm Lư Bố bay vào, Omega bay vào. Rồi ôi quá trời đồ bay vào luôn. Tem bên kia chơi của biệt đội bay vào hay sao ta. Zuka Lư Bố này. Trời bay vào chiếu 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 chiếu. Joker cũng bay vào, Omega cũng bay vào. À là hết đi luôn á. Tem bên bạn mà bay vào một phát là hết đi luôn. Choáng, hết tung quá trời luôn. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ít mệt. Bẹt nè, bẹt nè. Bẹt nè, bẹt nè. Giờ mình xây lên cho nó cái rất thống khổ trước đi. Cho nó máu lửa. Húc cho một phát nè, húc cho một phát nè. Ôi ôi. Ôi ôi ôi, ôi ôi. Vô đây. Từ nha. Zuka. Trời ơi, đây là cái tên này, Zuka. Kỳ cục quá. Xuống béo đi. Zuka. Vừa vào nha. Là cái tên bậy bạ quá trời luôn. Đâu rồi. Hú à nè. 1, 2, 3. Bay. Ui, không bay được rồi. Khổ quá, không bay được rồi. Không được bay rồi. Ý, thanh niên Omega kìa. Ui giời ơi này. Bu liếu. Ui chê chê luôn. Ai bảo cái tội ham hố. Xuống hố này hết ham nha cưng. Hiện tại thì mình vẫn chưa ăn được bạn nào các bạn ạ. Đó, hôm nay chơi Toro kiểu giống như là hỗ trợ thôi, chứ không có đánh được rồi, không có KS được rồi. Nếu mà mình muốn KS thì mình sẽ cầm cái bổ trợ bục phá cơ ấy chứ. Đó, nhưng mà mình một con người gọi là đâu có ham hố KS đấy các bạn. Rồi xong Quýp ơi. Quýp ơi, đừng có chết. Trời ơi, chết sớm đi. Úi giời ơi. Rồi, đi về. Oh my god. Úi giời ơi. Úi giời. Bèo. Giời. Những tướng con Toro này trông nó bựa nhỉ các bạn nhỉ. Trông nó bựa vãi trưởng ra luôn đi chứ. Chà, bẹt nè. Đâu rồi, có ai đây không? Chống ấy, hút nè, giữ trụ nha các bạn. Dù chết mình cũng phải giữ bằng cái trụ này. Không cho nó ăn. Ý giời. Bà solo với tối cơ mà hai đứa chúng ta quánh nhau tới sáng luôn. Vô đây. Rồi xong bé rồi. Bị tướng trong cơ tay bên kia. Bị tướng Greasy tay mình hất tung phát. Mình bay vào cái chương một hất tung phát là bạn ấy chết trên trời luôn. Xuống đất một phát là ngõm. Úi giời ơi. Về ra tay bạn cũng thế nữa. Vừa mới thò sân xuống từ dưới đất chưa nóng đít. Đã bị mình hút cho phát bay lên trên trời rồi. Úi giời ơi. Ghê quá. Rồi xong nó băng chỗ nó quýnh người ta luôn. Nó láo chứ. Ơi, húc cho một phát nè. Chạy đâu đây. Whip chặt đầu nó, đúng rồi. Sao mà thoát được khỏi bàn tay của bé Whip cứ teo bên kia ơi. Nó chịu về mà cù nhây à. Thích cù nhây à. Bẹt đầu nè. Bùm. Về đây kìa, ngáo đá kìa, quýnh nó. Xúc nó, chồng ơi, húc nè. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Bình tĩnh. Nó hấp xiêm đồng đội cho mình. Chết ngóm cú tỏ rồi các bạn. Nó đi về, hồi máu ấy coi. Hết mana rồi.
Các bạn thấy vị tướng Tudo ở thời điểm hiện tại mạnh không? Thế mình thấy thì cũng khá là ok, hỗ trợ rất là tốt. Hiện tại mình đã hỗ trợ được 8 mạng, nhưng mà vẫn chưa được mạng nào. Ôi, hỗ trợ support mà cần trân trọng gì ăn mạng đúng không các bạn? Nếu mà mình thích ăn mạng thì mình sẽ cầm cho nó cái trình trị rồi. Ngày nào gần hết máu thì mình trình trị vào đầu nó. Chết ngay lập tức cái chứ. Húc cho bây giờ này. Nhây lại. Mày há bưởi. Trốn trong cái vụ này đúng không? Ai đánh một khung chuột cũng què đánh nó đi. Nào đánh đi, này đánh đi. Này đánh đi. Thôi đuổi vì đứng ra tay mặt đấm cho tung mông luôn. Ây. Hà đánh một khung chuột cũng què mà chơi ba người là chịu không nổi đâu nha. Không chơi được. Đông quá đi. Từ từ bình tĩnh. Phun. Vô. Trong cái bụi này ủi một đống luôn các bạn. 1 2 3. Bay nào. Quá trời người bị hất tung luôn. Trời ơi, thì mình chết quá trời chết luôn. Lá luôn. Ủa, quên. Bị hất tung quá trời lá luôn. Rồi xong một em, rồi hai em luôn. Rồi cố lên Vera, bẹt đầu nó. Phát nữa. Đúng rồi, Ritmo kill luôn. Hay còn gọi là 3 kill đấy các bạn. Giờ thì mình sẽ lên cho nó cái món trang bị khi huyền thoại đi. Khi huyền thoại đi cho nó có mana các bạn. Đã hết thật rồi, chẳng còn gì đợi mà. Cho quá thứ ăn luôn quá, tới lên kiếm tiền coi. Cho tôi giàu, nhớ giàu cái coi. Nghèo quá. Nghèo là còn bèo nghèo nữa cơ chứ. Trời ơi. Ui ôi. Làm chậm mấy con quái luôn. Không cho nó đi luôn. 1, 2, 3. Hỏng chết này. Ui ở đồng lắm. Không chơi được các bạn ơi. Mặc dù mình tính trả thù cho vị tướng Crazy cho mình, nhưng tay bên kia nó đông quá trời đông luôn. Nó đông mà còn hung hãn nữa. Không ăn được. 16 trên 16, một trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Bây giờ tem bên bạn hoặc tem mình chỉ cần một điểm sơ hở có khả năng là kết thúc trận đấu luôn. Bây giờ chỉ cần lỗi một lần là sai một ly là đi một dặm. Chính xác là như vậy luôn các bạn. Húc cho nè. 1, 2, 3. Rồi xong một ly rồi. Bạn lứ bố sai quá sai rồi. Ngon lành đình đào các bạn ơi. Lấy luôn cái chủ luôn. Lấy cái chủ luôn anh em ơi. Lấy cái chủ luôn. Vera. Chết này. Hát tung một phát là ngọm này. Hát tung một phát là cái là ai đi bay vào ulti cái phản. Rồi một húc nè. Nè. Mình thấy vị tướng Toro được tăng sức mạnh thì mình làm clip cho các bạn xem thôi, chứ thật ra mình chơi Toro cũng hay lắm ấy các bạn. Hỗ trợ bởi một mạng này kìa, nhưng mà không biết được mạng nào các bạn ạ. Húc cho một phát nè. Húc cho... Ui ôi. Chuẩn bị. Có chuối rồi các bạn ơi. Ôi ôi. 1, 2, 3. Bay nào. Chuẩn bị. Húc cho một phát nè. Bể mông đại pháp nè. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy gì chưa? Sai một ly đi một dặm liền. Quất cái chỗ quyên luôn. Bạn nào muốn mua nick thì vào số bưu mình với mình vô tả video nhé các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip về đường Toro của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn được clip sau. Metro tới từ đây. Bye bye mọi người. Yo. Oh. Wow. Đứng siêu 2 luôn các bạn. Mặc dù không ăn được mạng nào nhưng mà vẫn đứng thứ 2. Thôi mình nghỉ đây. Bye bye mọi người.